nay tiếp tục quay ra những cái dòng đá mới cho mọi người xem nha. Cái dòng đá này có cái mẫu rất là đẹp luôn mọi người đó, nhưng mà mình quay phía trên nó hơi bị chói, mình sẽ quay phía dưới cho mọi người xem nha. Mọi người xem cái vân của nó rất là đẹp nha. Cái này khổ của nó chiều cao tầm cỡ 1m89-2m thì theo lại nha, còn chiều dài nó từ 2-3m, 3-2 mọi người. Đây là trong kho anh em người ta đang làm, mình sẽ qua phía bên kia quay cho anh em xem nha, cho mọi người xem chứ. Kho này rất rộng, lâu lâu mình chỉ quay lên vài mẫu cho mọi người tham khảo thôi. Ngoài đường á, xe nó chạy nè mọi người, xe nó chạy ồn quá cho nên mình nói có thể không rõ nha. Đi bên kia mọi người thấy rất là nhiều dòng đá luôn á, để xem quay dòng nào trước cho mọi người xem nha. Giờ này đi dãy nào trước ta? Bên này cũng đá đẹp, bên kia cũng đá đẹp, không biết quay chỗ nào hết. Đây kho rất là rộng, sâu thúc vào trong nha, kho sâu lắm. Ta để mình quay dãy này trước đi ha, mấy cái dãy bên kia thì từ từ mình sẽ quay sau. Hôm nay có lẽ mình không đem cái chân quay cho nên nó hơi bị rung nha. Đây là mấy anh em bán đá, bán hàng á.